Dạ, kính chào cô chú anh chị yêu mai vàng cả nước nha. Hôm nay em lại lên một cái clip mai, nó là 170 mấy cây á cô chú anh chị. Đây, 170 mấy cây bề hoành từ 24 ăn lên cô chú anh chị. Nói chung là 22 ăn lên đi. Mà mấy cây mà 22 dễ cô chú anh chị lấy. Đây, khung tàn ở đây cô chú anh chị. Đó, khung tàn nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nút nụ thì ok. Nói chung là nút nụ thì rất là ok nha, nha cô chú anh chị. Đây đó, nút nụ thì cô chú anh chị khỏi bàn tới đó. Đây, nói chung mai về nút nụ rồi vậy là ok rồi. Đây cô chú anh chị thấy không đó, thì nó dao động cái hoành nó từ 22 ăn lên, cái chiều cao của nó là từ tầm 1m6, 1m6 tới 2m3 đó. Đây, như cây này là cái hoành nó 22 là cô chú anh chị đó, chi tàn nó rất là đẹp nha cô chú anh chị đó. Rồi, như cây cây bên đây á là cỡ 23, 25, 27 á cô chú anh chị. Đây, nút nụ thì ok, nhưng em khỏi nói tới cái nút nụ đi đó. Mấy cái đám của em làm là khỏi nói tới nút nụ đi, nút nụ rất là ok. Như cái cây này á là lối cỡ 22 hoành, cái chiều cao nó cỡ 1m6 á cô chú anh chị. Là mấy cây này cô chú anh chị không lấy rồi, là cái clip này là em bán sỉ nha cô chú anh chị, ưu tiên cho mấy anh chị lựa sỉ nha đó. Cái tán ngang nó dao động tầm 1,5 m ăn lên cô chú anh chị đó. Đây, rất là đẹp cô chú anh chị đó, là hoành từ 22 ăn lên cô chú anh chị, 22 đến 28, 30 cũng có cô chú anh chị. Nói chung là 30 nó cũng có mà vài cây à. Cô chú anh chị lựa là từ tầm 24 đến 28 là nhiều. Đó, nói chung dao động của nó, trung bình của nó là gốc 27, 25, 27 là nhiều cô chú anh chị. Đây, tán của nó đây, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, đây. Đó, cô chú anh chị thấy không, đây rất là đẹp. Cái form của nó là cái cây cao của nó là từ 2m2 ăn lên cô chú anh chị, cũng có 1m6, từ 1m6 ăn lên chứ. Đây, có xù rồi luôn cô chú anh chị. Đó, xù nó nổi ra đây đó, như cái gốc này cái xù nó nổi cục cục luôn rồi cô chú anh chị. Đó, hoành này cỡ 23, 24 gì đó cô chú anh chị. Đây, chi tàn á thì rất là ok nha cô chú anh chị. Đó, à, cô chú anh chị thấy không. Đây, nút nụ thì khỏi khỏi bàn tới cô chú anh chị. Đây đó, nút nụ thì khỏi bàn nè. Đó, cô chú anh chị thấy không, đây cận cảnh sát rồi, nút nụ là khỏi bàn cô chú anh chị. Đó là em giao lưu sỉ cho cô chú anh chị bán mai bông mai Tết. Cô chú anh chị nào mà có thiện chí thì cứ tới vườn em xem. Đó, như cái clip của em là nó có 170 mấy cây á. Clip này là có 170 mấy cây á, là em bán sỉ cho cô chú anh chị, là bán sỉ 100 cây cô chú anh chị. Đó, đây, phơm tàn nó rất là đẹp cô chú anh chị. Đó, tán ngàn nó là cây nào mà nhỏ nhỏ nhất của nó, tán ngàn nó phải 1,5 m cô chú anh chị. Đó là cây nào nhỏ nhất á, nút nụ là ok cô chú anh chị. Đây là em bao bông bao bứng cho cô chú anh chị luôn á. Là một clip này là em giao lưu với cô chú anh chị là 90 triệu trăm gốc, là bao bông bao bứng cho cô chú anh chị, chỉ đút xe vô thôi. Đây, tàn rất là bự thôi cô chú anh chị. Cái clip này là mai bự nhiều, nó tầm nó khoảng 170 mấy cây cái clip này cô chú anh chị. Đây, để em quay một hai cái đưa vô trong cái phía trong cô chú anh chị thêm nè. Đó, à, khung tàn đó nè. Đó, cây nào cũng như cây nào nha cô chú anh chị. Đây, như mấy cây này là mấy cây nhỏ của em nè, mấy cây này hoành 18 nè. Đó là mấy cây này là cô chú anh chị không lấy, là dạt ra em bán cái loại nhỏ. Đây, à, khung tàn là cây nào em cũng quay luôn chứ không phải là cắt bỏ đâu đó cô chú anh chị thấy không, khung tàn là khỏi chê rồi. Đây, ở đây dưới dài còn dài lắm, 100 mấy chục cây lận mà. Đó là cô chú anh chị nào có mua mai bán mai Tết mai bông rồi đó, cứ liên hệ với em.
Đây. Nút nụ thì em khỏi bàn tới cô chú anh chị, đám nào của em mà nút nụ là em khỏi bàn tới. Đó, nút nụ là em làm trước hết rồi. Giờ chỉ chờ lặt lá là lụm lúa thôi cô chú anh chị ơi. Đây. Đó, phơm tàn đó nè. Đó, cô chú anh chị thấy không? Rất là đều nha. Cái này là hàng em tiễn lại năm rồi, em tiễn lại mấy trăm cây đó. Đó, năm nay nó còn đó. Đây. Nè. Phơm tàn đó là khỏi bàn rồi. 2 mét mấy á cô chú anh chị, cao 2 mét mấy, chiều ngang nó cỡ 2 mét à. Đây nè, đó nãy giờ cô chú anh chị thấy gốc nào cũng quay hết, không có giấu giếm rồi cô chú anh chị, cứ xuống tận vườn rồi cô chú anh chị. Đó, xuống tận vườn mình xem trực tiếp đi, đó, nó dễ hơn. Đây, ví dụ anh em nào thiện chí muốn mua bán mai tết, ví dụ em xuống em còn bớt cho một cái lọc cô chú anh chị, đó là 90 triệu 100 cây lựa 100 cây trong cái clip này. Đây. Rất là nhiều mai bự cái clip này cô chú anh chị. Đó. Đẹp lắm, bông nụ là vô cô chú anh chị thấy là lết không nổi luôn á. Đây. Clip này mai bự nhiều. Đây. Để em quay 1-2 gốc nữa cho cô chú anh chị xem. Đây. Đó, thấy cái khung tàn đó nè. Đó. Cô chú anh chị thấy không nè. Đây. Đó, cô chú anh chị thấy khung tàn đó không? Cây nào cũng như cây nào cô chú anh chị. Đây là cô chú anh chị tiễn lựa không đó. Vô là vô cái dạng mà mai này, mai tiễn lựa đó. Mai này đi bán cho mấy khu nhà giàu là ok. Đây. Đó, cô chú anh chị thấy không? À, để quay 1-2 cây tàn, khung tàn đó là ok rồi đây. Đó. À. Quá sức khung tàn, nút nụ thì ok. Đây. Vẫn là nút nụ là rất là ok cô chú anh chị. Đây. Nút no tròn luôn. Đây. Quá sức khung tàn. Đây, chưa hết clip nữa nha cô chú anh chị. Nãy giờ em đi là mới có hơn nửa đường chút rồi đó. Đây, giờ em mới đầu tiến dài dài xuống nè. Đó, cao lắm, cái cây nào mà nó có phơm này mà cái cây nào mà nhỏ nhất đó, nó cũng phải mà, nếu mà cô chú anh chị lựa là nó phải trên 1m7 á, cỡ 1m7 ăn lên đó, nếu mà mấy cây mà cô chú anh chị lựa để bán được đó nha, từ 1m7 ăn lên á, chưa tính mà bứng lên nó thêm mấy tắc nữa đó, bứng lên nó phải thêm 2-3 tắc nữa đó cô chú anh chị. Đó, đây rất là đẹp nha. Đó, chưa hết đâu, dài lắm. Rồi, cái clip của cái dòng clip của em cái chiều dài nó tới cả 100 cây luôn, ủa 100 mét lận. Rồi. Đó, xuống đây còn mấy cây bự dưới đây nữa rồi, hết. Nè. Đây xuống đây còn 2 cây bự đây nè. 2 cây này cái tầm nó cỡ 2m3 đó cô chú anh chị. Cao quá, đây. Khung tàn đó nè. Đó. Như cây nào là em cũng đưa cái máy vô giữa em quay khung tàn cô chú anh chị xem luôn, chứ không phải là giấu giếm rồi cô chú anh chị đó, thấy không? Đưa máy vô giữa luôn, chứ không phải là quay 1-2 cây nào đẹp đẹp quay để cho cô chú anh chị xem đâu. Đây nè, đó, lại mấy cái hàng mình hàng xịn mà đâu có sợ cô chú anh chị. Đây đó, cô chú anh chị thấy không? Để em quay cái đầu em đi lên nè, hết rồi. Tới đây hết rồi, giờ đó em quay đi lên cho cô chú chị xem cái clip cặp bên lề bên đây nha. Rồi. Đó. Cô chú anh chị thấy không đây? Rồi tạm biệt cô chú anh chị nha. Có gì cô chú anh chị nào mà có xem được cái clip của em thì cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh để cho em làm cái kênh của em hoàn thiện hơn cô chú anh chị. Rồi. Chào cô chú anh chị. Bye bye.